xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ánh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Bão số 3, bão Yagi đi qua chưa được bao lâu, thì Biển Đông sắp đón một áp thấp nhiệt đới với vị trí hình thành tương tự với siêu bão vừa càn quét các tỉnh miền Bắc nước ta. Theo đó, chiều tối ngày 16 tháng 9, chuyên gia khí tượng của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có những thông tin rất đáng chú ý về một áp thấp nhiệt đới mới hình thành ở phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Theo vị chuyên gia này, áp thấp nhiệt đới trên có vị trí hình thành tương tự với siêu bão Yagi vừa càn quét đất liền các tỉnh phía Bắc nước ta chưa lâu. Hiện áp thấp nhiệt đới đang di chuyển vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Tuy nhiên, điều kiện môi trường hiện nay không được thuận lợi như cơn bão số 3 Yagi, mà nó phải chia sẻ lượng ẩm với cơn bão Pulasan đang hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Vì thế, khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới không mạnh ngay thành bão, mà phải mất khoảng 1-2 ngày hoàn thiện cấu trúc để có thể phát triển thành bão. Ngoài chịu tương tác với cơn bão Pulasan đang hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương, khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng bởi dòng dẫn quy mô lớn từ áp cao cận nhiệt đới cũng đang có biến động nhiều. Ngoài ra, vào khoảng sau ngày 19 tháng 9, còn có khả năng có khối không khí lạnh nhẹ đầu mùa từ phía Bắc di chuyển xuống. Tất cả những điều kiện khí quyển hiện tại và tương lai khiến cho đường đi của áp thấp nhiệt đới dự báo chuyển thành bão sẽ phức tạp hơn nhiều so với siêu bão Yagi. Theo chuyên gia, khi đi sâu vào giữa Biển Đông phía quần đảo Hoàng Sa thì sẽ có hai kịch bản. Kịch bản thứ nhất, bão sẽ di chuyển thẳng vào khu vực miền Trung nước ta, trọng tâm là các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ. Theo kịch bản này, bão sẽ ảnh hưởng khá sớm đến đất liền nước ta, khoảng ngày 19 tới 20 tháng 9. Kịch bản thứ hai là khi đi đến khu vực quần đảo Hoàng Sa, bão đổi hướng Tây Tây Bắc tiến về khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ của nước ta. Với kịch bản này, bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta vào cuối tuần này. Về cường độ của bão, theo nhận định của Việt Nam và các đài khí tượng lớn trên thế giới, cơn bão này ít có khả năng mạnh như siêu bão Yagi. Chuyên gia lưu ý, trước mắt cần chú ý về khả năng tác động của gió mạnh sóng lớn trên khu vực phía đông của khu vực Bắc của Biển Đông, phía đông kinh tuyến 114, phía bắc vị tuyến 14. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh sóng lớn. Còn tác động của bão đến đất liền, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tác động của bão vì nhiều khả năng bão sẽ có những thay đổi sau khi vào Biển Đông. Lũ lụt và lở đất sau cơn bão Yagi, cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập niên gần đây, đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng với Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar. Đài truyền hình nhà nước Myanmar xác nhận, tính đến cuối ngày 16 tháng 9, quốc gia này đã ghi nhận 226 người đã thiệt mạng vì lũ lụt, gấp đôi con số công bố trước đó một ngày, trong khi 77 người vẫn đang mất tích. Lũ lụt cũng khiến gần 260.000 hecta diện tích trồng lúa và các loại cây trồng khác bị phá hủy. Cơ quan ứng phó thảm họa của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc UNOCHA ước tính có ít nhất 631.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên khắp Myanmar. UNOCHA cho biết, người dân tại nhiều khu vực đang rất cần thực phẩm, nước uống, nơi trú ẩn và quần áo, đồng thời cảnh báo thực tế các đường dây liên lạc bị cắt đứt, đường xá và các cầu bị hư hại, có nguy cơ cản trở nghiêm trọng các nỗ lực cứu trợ. Liên lạc khó khăn, đặc biệt là với các vùng xa xôi, cũng có nghĩa là thông tin về thương vong không được cập nhật nhanh. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc WFP cho biết đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử Myanmar gần đây, nhưng không nêu thông tin chi tiết chính xác. Trong đợt lũ lụt lần này, chính quyền Myanmar đã có lời kêu gọi hiếm hoi về viện trợ nước ngoài và được quốc gia láng giềng Ấn Độ gửi 10 tấn nhu yếu phẩm, bao gồm khẩu phần ăn khô, quần áo và thuốc men. Là một phần trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ lặp lại trận lũ lụt nghiêm trọng, Thái Lan đang có kế hoạch tổ chức thảo luận giữa các cơ quan quản lý nguồn nước của nước này với các cơ quan hữu quan của Myanmar nhằm giải quyết vấn đề lũ lụt chung. Ngoại trưởng Thái Lan Marit Sanjampongsa ngày 16 tháng 9 cho biết nước này muốn đàm phán với Myanmar về khả năng mở rộng các khu vực trữ nước, hấp thụ lượng nước dư thừa từ các con sông bắt nguồn từ Myanmar chảy qua Thái Lan và Lào. Các sông Sai, Kok và Sawin chảy từ Myanmar qua Thái Lan trước khi đổ vào sông Mekong. Trên sông Sai, nơi phân định biên giới giữa Thái Lan và Myanmar, sự xâm lấn của các khu định cư từ cả hai phía đã khiến lòng sông bị thu hẹp, ảnh hưởng đến việc thoát lũ. Về các biện pháp dài hạn, ông Marit cho biết, Thái Lan sẽ đề xuất một cuộc họp về quản lý giữa các cơ quan của các nước ven sông Mekong, gồm Trung Quốc, Myanmar, Lào, Campuchia, Việt Nam và Thái Lan, trong khuôn khổ hợp tác Mekong-Lan Thương MLC
để ngăn chặn tình trạng lũ lụt trong tương lai. Sáng ngày 15 tháng 9, Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh (HITU) đã có thông tin chính thức vụ sai lệch chuyển tiền đóng góp ủng hộ cho người dân chịu thiệt hại bởi bão lũ số 3, bão Yagi. Theo đơn vị, câu lạc bộ cán bộ hội dự nguồn thuộc Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh đã được giải thể vào tháng 1 năm 2024 sau thời gian hoạt động không hiệu quả. Tại thời điểm giải thể, số quỹ còn lại của câu lạc bộ là 11.232.000 đồng và ban chủ nhiệm câu lạc bộ thống nhất giao cho cựu sinh viên HT là thành viên ban chủ nhiệm đã ra trường cất giữ. Khi cơn bão số 3 đổ vào nước ta, gây thiệt hại về người và của ở một số tỉnh phía Bắc, các thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã đề nghị chuyển toàn bộ số tiền quỹ trên vào tài khoản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào. Ngày 9 tháng 9, cựu sinh viên HT đã chuyển 1.123.000 đồng thay vì toàn bộ số tiền 11.232.000 đồng vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sau đó, HT nhờ bạn chỉnh sửa hình ảnh lại thành 11.232.000 đồng để đưa lên nhóm báo cáo câu lạc bộ. Đại diện Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Nhà trường cho biết, ngày 14 tháng 9, sau khi truyền thông đăng bài phản ánh, cựu sinh viên HT đã nhận thức được sai phạm của mình và đã chuyển toàn bộ số tiền còn lại về số tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chiều cùng ngày, đại diện Ban giám hiệu, Ban thường vụ Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trường đã mời các thành viên Ban chủ nhiệm câu lạc bộ, cán bộ hội dự nguồn và cựu sinh viên HT để làm rõ thông tin. Tại buổi làm việc, HT đã thừa nhận sai phạm của mình. Do suy nghĩ thiếu chín chắn làm ảnh hưởng đến các thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ, đến thầy cô và sinh viên nhà trường, đại diện nhà trường thông tin. Hành vi sai phạm trên là do một mình cựu sinh viên HT thực hiện, không liên quan đến các thành viên khác trong câu lạc bộ. Đồng thời, cựu sinh viên HT gửi lời xin lỗi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến thầy cô trưởng Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh và các bạn trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ vì lỗi lầm của mình. HT xin được mọi người bỏ qua cho em để em thay đổi bản thân. Qua sự việc trên, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn các phương tiện truyền thông đại chúng đã thông tin kịp thời giúp đơn vị nắm bắt xử lý vụ việc. Đồng thời, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên nhà trường cũng gửi lời xin lỗi đến đồng bào bị thiệt hại trong cơn bão số 3, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy, Ban giám hiệu và toàn thể quý thầy cô cùng sinh viên nhà trường vì đã để xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ: Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên trường mong muốn cộng đồng mạng rộng lòng tha thứ cho sai lầm của cựu sinh viên HT để giúp em bình tĩnh và tiếp tục phối hợp với Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên nhà trường làm việc cơ quan quản lý cấp trên khi có yêu cầu. Trên trang Facebook của câu lạc bộ, đại diện ban chủ nhiệm cũng gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn thành viên, các cựu chủ nhiệm câu lạc bộ và các đơn vị liên quan đến sự việc này. Trước đó, trên Facebook của câu lạc bộ cán bộ hội dự nguồn Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải thông báo đã chuyển số tiền 11.232.000 đồng tiền quỹ tổn để ủng hộ đồng bào miền Bắc gặp thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 Yagi gây ra. Thông báo cho biết, số tiền trên được chuyển vào tài khoản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đính kèm là màn hình chụp lại giao dịch chuyển khoản. Đây là số tiền quỹ tổn của câu lạc bộ sau một thời gian hoạt động và tuyên bố giải thể vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên, sau khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố sao kê, số tiền được tra cứu ra là 1.123.200 đồng, thấp hơn mức công bố 10.108.800 đồng. Ngay trong tối ngày 13 tháng 9, trên Facebook của câu lạc bộ đã lên tiếng phản hồi. Nội dung thông báo viết: Hiện tại, câu lạc bộ nhận được những vấn đề phát sinh và đang rà soát thông tin nội bộ. Sau 24 giờ tới, câu lạc bộ sẽ đưa ra phản hồi đến mọi người. Ông Phạm Văn Mạnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, câu lạc bộ cán bộ hội dự nguồn hiện không thuộc quản lý của đoàn, hội nhà trường. Đây là câu lạc bộ đã được thành lập từ nhiệm kỳ hội sinh viên trước đó và đã giải thể trước khi nhiệm kỳ mới bắt đầu. Đồng thời, ông Mạnh khẳng định việc ủng hộ của câu lạc bộ này không liên quan tới chương trình hoạt động và việc quyên góp của trường đang diễn ra.